Thêm một cây nữa các bạn ơi. Đấy, cần ha. Này đổi chỗ các bạn ơi. Bên kia nắng các bạn. Đây nó mát nè. Đây này cũng gần một giờ mấy rồi. Nắng này. Để sát nhau các bạn. Chỗ này lục bình này. À, hy vọng có cá nữa các bạn ha. Đây bữa nay nước cạn này bạn ơi. Cạn quéo luôn. Đến tới tới đáy luôn rồi. À, để lại các bạn ha. Cạn quéo luôn. Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đã đến với kênh Thạch Hậu Vlog. Bữa nay tiếp tục câu nha các bạn. Bữa nay đổi chỗ các bạn ơi. Chỗ cái gốc cây này nè. Mà nó có bóng mát các bạn. Rồi, và bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng ngồi để theo dõi nha các bạn. Cần khi ăn các bạn ơi, cần khi kéo các bạn. Đây. Kéo các bạn ơi. Ôi da. Đây, kéo bạn ơi. Dạ, nhỏ bạn ơi. Cái lưỡi này cá nhỏ giữ không dính nữa các bạn. Cái này lưỡi to. Lưỡi cá lớn các bạn. Con nào lớn lớn mới được dính ha. Nó tụt xuống luôn rồi. Bắt dặn lên mới được. Kéo nữa mà. Hai cần nữa. Bình đó, để em sửa cái này lại ha. Cạn quá trời. Quá. Để cho nó thấp lại luôn. Đó. Chỗ này khó để. Thật chặn nó lại mới được. Thank you.
tưng tưng. Con rắn ụt ha. Nước cạn mới chắc hết cá lớn rồi. Nhỏ này nhỏ luôn bạn ơi, cần phía bên kia kéo rồi bạn ơi. Kéo quá nè. Còn cái bên này nó kéo rồi bạn ơi. Kéo rồi, kéo rồi. Mùi vậy. Ó, một em bạn. Em cái gối bạn ơi. Này cũng to ha. Một em đầu tiên rồi bạn ơi. Em đầu tiên. To, to, em này to bạn ơi. Kéo rồi bạn. Đó. Em. Em nữa bạn ơi. Em nữa nè. Đây. Này em. Kéo rồi bạn ơi. Kéo qua cần này phao đâu rồi. Rồi nó kéo vô lục bình luôn bạn ơi. Kéo vô lục bình luôn rồi. Kéo vô lục bình luôn rồi bạn ơi. Đó, một em nó dính lục bình luôn. Đây, một em nữa bạn ơi. Đây, một em nữa ha. Ba em nữa bạn. Mày mất tao nữa bạn ơi. Tao mất tao. Một em nữa bạn. Một em cá nữa bạn ơi. Bốn em nha bạn. Ăn này bạn ơi. Ăn này bạn ơi. Không dính nè bạn ơi. Hết mồi luôn. Đó thét cần luôn bạn ơi, cần súng luôn bạn ơi. Kéo tới vụ cái cần xuống luôn. Đó.
cái nó thấy cái cần vuột xuống luôn. Kéo thêm mà cái cần nó xuống. Mất dặn không nói được. Đó, đó, ăn nữa. Chắc cái nhỏ nó phá quá. Đó. Nó cứ nhấp rồi, nó không có lùi mà. Đó. Nhập ngoài à, lôi là dính nữa đó. Cá nhỏ cá ngoài nhỏ xíu à, chóp mình chóp. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Chuột hai ba con này. Nãy cái cần bên này mình thấy mình thả xuống các bạn. Nãy nó lùi tới kia. Cũng rất cái cần xuống luôn. Con này chẳng hết lỗi nữa các bạn. Đó, chạy ra. Dính cây rồi mọi người. Cây rồi, dính cây. Dính cây rồi mọi người. Dính cây rồi. Ôi, dính cây rồi. Làm sao bây giờ ta? Đó. Trời, dính cây luôn bạn ơi. Bạn ơi đổi chỗ luôn các bạn ơi. Bên kia lục bình trôi lại nhiều quá. Mình là bom này lại bạn. Này nó trống lỏng à. Nhận sống cần này nó kéo nè bạn. Thôi một em có go nữa bạn, một em này thôi á. Bây giờ mình cũng thu cần về các bạn ấy. Cũng chiều gần tối rồi. Thế bây giờ mình cũng xin chào tạm biệt các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Các bạn xem nhớ đăng ký để theo dõi những clip tiếp theo nhé các bạn. Ôi cái này ăn rồi đó mà. Ôi sảy luôn các bạn ơi. Thôi giờ mình đi về nha các bạn. Rồi đi về luôn các bạn ơi. Tối rồi. Có 6 con đó các bạn ơi. 6 con cái gô rồi.